Xin chào các bạn, tranh chấp về lối đi chung là một dạng tranh chấp rất phổ biến trong lĩnh vực đất đai. Có đôi khi mâu thuẫn lên cao đến mức một bên xây tường, dựng rào chắn hoàn toàn lối đi của bên còn lại. Nếu rơi vào hoàn cảnh ấy, phải giải quyết như thế nào? Đầu tiên, chúng ta cần tìm hiểu về quyền có lối đi qua của chủ sở hữu bất động sản. Theo quy định tại khoản 1, điều 254 Bộ luật Dân sự năm 2015, chủ sở hữu có bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của người khác mà không có hoặc không có đủ lối đi ra đường công cộng thì được phép yêu cầu chủ sở hữu bất động sản bao quanh dành cho mình một lối đi hợp lý trên phần đất của họ. Lối đi sẽ được mở trên phần đất liền kề nào được coi là thuận tiện và hợp lý nhất. Có cân nhắc đến đặc tính cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho phần đất có lối đi ngang qua. Bên được hưởng lợi về lối đi qua phải đền bù hợp lý cho bên sở hữu phần đất được dùng làm lối đi nếu không có thỏa thuận khác. Khoản 2 điều này cũng nêu rõ kích thước của lối đi do các bên thỏa thuận, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và ít gây phiền hà cho đôi bên. Như vậy, trong trường hợp nảy sinh tranh chấp về đường đi chung thì trước hết cần xem xét là bất động sản bị vây bọc kia đã có đủ lối đi ra đường công cộng hay chưa. Nếu họ chỉ có duy nhất một lối đi và đó cũng chính là lối bị hàng xóm xây rào chắn thì hành vi xây rào đó là không phù hợp với quy định của pháp luật. Lúc này, người bị bịt mất lối đi có thể lựa chọn một trong những phương án sau để được mở thông đường. Yêu cầu hòa giải. Khoản 24 điều 3 Luật Đất đai năm 2013 định nghĩa tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai. Đối chiếu với quy định đã phân tích tại Bộ luật Dân sự như trên thì tranh chấp về lối đi chung là tranh chấp đất đai để xác định ai là người có quyền sử dụng đất. Do đó, bắt buộc phải trải qua thủ tục hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nếu không sẽ không thể tiếp tục giải quyết ở tòa án hoặc ở Ủy ban nhân dân cấp cao hơn. Cụ thể, theo quy định tại khoản 2, điều 3, Nghị quyết số 04 năm 2017 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, việc nộp hồ sơ khởi kiện tranh chấp lối đi chung mà không đi kèm biên bản ghi kết quả hòa giải thì sẽ bị xem là chưa có đủ điều kiện khởi kiện, do vậy sẽ bị tòa án trả lại đơn, không thụ lý. Theo quy định tại Điều 202 Luật Đất đai năm 2013, thì để bắt đầu quá trình hòa giải, một hoặc tất cả các bên sẽ gửi yêu cầu giải quyết tranh chấp đến Ủy ban nhân dân cấp xã. Trong vòng 45 ngày kể từ thời điểm nhận được đơn yêu cầu, Ủy ban nhân dân tiến hành các bước hòa giải. Trường hợp hòa giải thành, trong vòng 10 ngày kể từ khi lập biên bản hòa giải, nếu các bên tranh chấp có văn bản thể hiện ý kiến khác với những gì đã thống nhất, thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lại phiên hòa giải để xem xét giải quyết và lập thành biên bản mới. Lưu ý, nếu một trong các bên tranh chấp không dự họp đến lần thứ hai, thì xem như hòa giải không thành. Còn nhỡ hòa giải ở cấp xã không thành, thì theo quy định tại Điều 203 Luật Đất đai năm 2013, các bên có quyền lựa chọn một trong hai hướng giải quyết sau đây. Một là khởi kiện tại Tòa án nhân dân cấp huyện nơi có tranh chấp. Theo quy định tại Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 thì thời gian tối đa kể từ khi hồ sơ khởi kiện hợp lệ được thụ lý cho đến khi vụ án được mang ra xét xử là 6 tháng. Một bộ hồ sơ khởi kiện tối thiểu cần có: đơn khởi kiện, bản sao căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân của người khởi kiện, bản sao biên bản hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã, bản sao các giấy tờ khác thể hiện quyền lợi chính đáng với lối đi chung như văn tự thỏa thuận, hóa đơn chi phí xây dựng lối đi. Hai là yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết. Chỉ có thể lựa chọn cách này nếu vị trí tranh chấp chưa được cấp sổ hoặc không có sổ đỏ, sổ hồng mà cũng không có các loại giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất khác như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, giấy tờ hợp pháp về thừa kế tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất, giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất, bằng khoán điền thổ, văn tự đoạn mãi bất động sản gồm nhà ở và đất ở, có chứng nhận của cơ quan thuộc chế độ cũ, giấy phép cho xây cất nhà ở hoặc giấy phép hợp thức hóa kiến trúc của cơ quan thuộc chế độ cũ cấp, sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18 tháng 12 năm 1980. Trong trường hợp lựa chọn phương án 2 mà không đồng ý với kết quả giải quyết thì được quyền khiếu nại đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện vụ án hành chính ra Tòa án nhân dân cấp tỉnh. Ngoài các phương án đã nêu thì còn một cách thức nữa là đâm đơn kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 16, Nghị định số 91 năm 2019 của Chính phủ. Theo đó, người nào có hành vi xây tường, dựng hàng rào làm cản trở việc sử dụng đất của người khác thì có thể bị xử phạt lên đến 10 triệu đồng và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là phải dỡ bỏ chướng ngại vật, khôi phục lại nguyên trạng ban đầu. Nhưng cần đặc biệt lưu ý, trong quá trình chờ đợi cơ quan có thẩm quyền phân xử, dù có chứng mắt đến mấy thì cũng không được tự ý phá dỡ, đập bỏ tường bao, hàng rào do người khác dựng lên, kẻo lại bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi hủy hoại tài sản, lúc ấy lại tiền mất tật mang. Video hôm nay đến đây đã kết thúc, nếu thấy hay và bổ ích thì mọi người hãy cho một like và subscribe nhé!
Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.